Có gì bên này vô nhà nội con đi con ơi, xin thay cha con nha, xin thay cha con đi nhà nội con nha. Tila Calam chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì tối đêm nay các bạn thì lúc 11 giờ phía các bạn thì có đưa cho hai cha con của em tới các bạn về nơi an nghỉ cuối cùng nha. Thì hôm nay các bạn thì những cái giây phút cuối cùng của em tới và mà con của là em tới các bạn, thì hôm nay là Tila Calam sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì em tới gặp một cái tai nạn các bạn, thì ở ngay chân là xã Tân An Thạnh nha, huyện Bình Tân, thành phố Vĩnh Long luôn các bạn ơi. Thì hôm nay các bạn thì những cái giây phút cuối của hai cha con của em tới các bạn, thì hôm nay Tí Lạc Lâm sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì mà các bạn ơi, thì hai cha con của em tới đó bạn thì đã gặp một cái tai nạn là cháy nhà đó các bạn. Thì nay đã qua đời nha. Thì nay được ở trong gia đình các bạn, thì sẽ an táng cho hai cha con ở nơi đây nha. Thì các bạn thấy thì bây giờ là quá trời đông bà con đến để là đưa cho hai cha con của em tới đi ăn nghỉ luôn các bạn. Máu quy tụ tại tư gia để trước chia buồn cùng tang viếng, sau cầu nguyện và tiễn đưa cho cháu đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì mà các bạn ơi, thì ngay trong lúc này các bạn thì sẽ đưa cho hai cha con của em tới các bạn đi an nghỉ nha. Em tới thì hưởng dương được 42 tuổi, còn đứa con của em tới thì hưởng dương được bà 12 tuổi nha. Mà hiện đang đó ở chúng ta lúc mưa đi. Tôi cũng xin thông báo chương trình buổi lễ liên quan hôm nay, trước tiên là bằng hương án đi trước, kế đến là đoàn hộ niệm, và tiếp theo là Rồi, 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 rồi,
Mà các bạn thì hồi sớm các bạn thì Tí La Cà Lâm cũng có quay cho các bạn xem đó các bạn. Thì một vụ cháy ở ngay chân cầu Cái Dầu nha, Bình Tân, thành phố Vĩnh Long luôn các bạn. Thì hôm nay các bạn thì những cái giây phút cuối để đưa cho hai cha con của em tới về nơi an nghỉ cuối cùng đó các bạn. Thì hồi sớm giờ đó các bạn thì Tí La Cà Lâm quay thì giờ cũng đã hết rồi các bạn ơi. Thôi giờ Tí La Cà Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm, bạn hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh luôn các bạn. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.